Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một vị thầy tu mà nắm tay xoa đầu người nữ và nói những lời tán tỉnh người nữ thì có phạm giới không ạ? Vị ấy sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Một vị xuất gia, dù vị đó là sa di hay là tỳ kheo, tức là đã là người xuất gia rồi, rồi vị ấy sẽ phải học những cái giới bổn của người xuất gia, và vị ấy cần phải giữ gìn những cái đạo hạnh, những cái giới hạnh của người xuất gia ấy. Thì trong các cái giới của người xuất gia thì có những cái giới gọi là giới bất cộng trụ, có những giới thì nó thuộc về giới tăng tàn, có những giới nó thuộc về giới bất định, có giới thuộc về ưng xả đối trị, ưng sám hối, ưng đối trị, rồi có những cái giới nặng, có giới nhẹ, có cái luật nghi như vậy. Thì đối với một cái vị xuất gia mà nắm tay người nữ hay đụng vào người nữ hay nói những lời tán tỉnh đối với người nữ thì sẽ phạm vào cái tội tăng tàn. Tăng tàn, tăng tàn đây là cái tội mà giống như một cái tội mà vị đó bị tàn phế, giống như là một cái chiến sĩ ra trận rồi bị bắn trọng thương, chưa chết nhưng mà còn đang hấp hối. Thì cái trạng thái đấy nó giống như là một người hấp hối. Vậy nên là một cái vị thì vị tu sĩ ấy mà sống đúng đạo hạnh thì vị ấy luôn luôn phải có sự tránh xa người khác phái, tránh xa người nữ, không được đụng, không được nắm tay người nữ. Nếu như vị ấy mà có cái tâm tham dục nó khởi lên trong lúc đụng chạm vào người nữ ấy, vị ấy cố tình đụng chạm vào người nữ rồi nó khởi lên cái tâm tham ái tham dục, hay là vì khởi lên tâm tham ái tham dục rồi vị ấy cố ý đụng vào người nữ, thì lúc ấy vị ấy sẽ phạm vào cái tội tăng tàn, dù đó là nắm tay hay là đụng vào xoa đầu. Xoa đầu nó cũng phạm vào cái tội ấy, hay nói những lời hoa tình tình tứ thì nó cũng phạm vào cái tội như vậy. Nhưng đối với người nữ hay là cái vị đấy là tỳ kheo ni mà nắm tay một người nam hay đụng vào người nam thì cái tội nó còn nặng hơn, có thể là sẽ bị phạm vào tội ba la di, bất cộng trụ, tẩn suốt khỏi trong giáo đoàn luôn ấy. Nên là những người nữ mà có cái tâm tham dục rồi đụng chạm vào người nam, mà cái người nam đấy cũng là cái người có cái tâm tham dục với người với cái vị ni này, thì lúc đấy là vị ni đứt giới thì kheo ni và bị tẩn suốt, trục suốt ngay, nếu như vị ấy sẽ không còn được người xuất gia nữa. Vậy nên là với người xuất gia cái cấm kỵ rất cao, đó là cái sự thân cận với người nữ, đụng chạm người nữ, nói chuyện với người nữ. Vậy nên là khi nào cũng phải có một cái khoảng cách, phải có một cái khoảng cách rất là xa giữa người nam với người nữ. Còn khi mà đã cố ý đụng chạm và trong lúc đụng chạm có cái tâm tham dục khởi lên, vị ấy phạm vào tội tăng tàn, là cái tội hấp hối, tội sắp chết. Vị ấy cần được cứu chữa bằng cái pháp, đó là vị ấy cần phải sống biệt chú, phải thực hành cái pháp sống biệt chú, che giấu bao nhiêu ngày, biệt chú bấy nhiêu ngày. Xong rồi cần phải thỉnh 20 vị tỳ kheo khác đến để giải tội, đến để mà giải tội cho vị ấy, thì vị ấy mới trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh trở lại. Nên là các những người nữ cần phải luôn luôn tránh xa những cái vị xuất gia để các vị khỏi phạm giới, và các người nam vậy phải tránh xa các ni cô, không được đụng chạm, không được gần gũi để cho các cô ấy khỏi phạm giới. Còn đấy là theo cái giới luật của nhà Phật là như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Quân. Phương pháp thiền định là tập trung hơi thở và vùng hơi thở cần tiếp xúc với thân, tức là vùng gần chạm vào da mũi mới là phương pháp đúng đắn. Còn cảm nhận vào vùng bụng hay ngực hay không khí đi vào phổi là phương pháp sai, thì điều này có đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà đã là hành thiền hơi thở thì vị ấy, cái hơi thở nó chỉ có ở trên cửa mũi thôi. Nếu nó ở cách xa cái cửa mũi thì nó sẽ là hư không. Và nếu mình chú tâm vào cái khoảng nó xa xa ấy, thì nó không phải là hơi thở nữa, mà mình đang hành kasina hư không có giới hạn. Còn nếu như đi theo vào trong người ấy, vào trong mũi, vào trong ngực, trong bụng, thì lúc ấy nó lại thành phong đại. Và cái người đấy lại đang thực hành pháp thiền tứ đại, đang quan sát cái tính gió của cái thân tứ đại này.
Còn nó là hơi thở, chỉ khi nó ở cửa mũi, nó ở điểm xúc chạm thì nó mới là hơi thở. Vậy nên người thực hành thiền hơi thở chỉ có nhận biết hơi thở ở điểm xúc chạm, ở chóp mũi, ở môi trên và ở nhân trung hai bên cánh mũi thì nó mới là hơi thở. Và bắt buộc mình phải nhận biết hơi thở ở đấy, quan sát hơi thở ở đấy thì mới có thể đắc được các pháp thiền thuộc về thiền hơi thở được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Làm sao chúng con biết được vị nào là tu thật, vị nào là tu giả, vị nào là minh sư, vị nào là tà sư ạ? Muốn biết được cái vị nào tu thật, vị nào tu giả, vị nào là chánh, vị nào là tà, thì mình cần phải hiểu về pháp và hiểu về luật của Đức Phật, phải nghiên cứu pháp và nghiên cứu luật thì mới biết được đâu là tu thật, đâu là tu giả. Bây giờ có những người người ta giả mạo làm người tu chẳng hạn, thì có thể mình làm cái người không biết về pháp, không biết về luật, mình sẽ không biết được người đó là thật hay giả. Có những người người ta đóng giả một cái vị sư để người ta đi ăn xin ở ngoài đường ấy chẳng hạn. Mình người ta cũng mặc áo cà sa, người ta cũng cạo đầu, người ta có cái hình tướng như một cái người xuất gia như vậy. Thì không biết pháp, không biết luật thì mình sẽ không biết người này tu thật hay tu giả. Nếu người đó là người tu thật, nếu như có đi khất thực, người ta chỉ đi khất thực vào cái giờ ăn buổi sáng thôi, người ta không đi khất thực buổi chiều. Nếu như người nào đi khất thực buổi chiều, mình biết người này là tu giả, không phải tu thật. Người tu thật không có ăn sau giờ đứng bóng, không ăn sau giờ ngọ nữa. Hoặc là vị ấy đi khất, căn cứ là vị ấy có giới luật như vậy. Và mình sẽ biết được như là vị ấy là người xuất gia hay không, thì mình cần phải có sự vấn đáp, cần phải có sự hỏi han, cần phải có cái sự thân cận mới biết được vị ấy tu thật hay tu giả. Thì mình cần phải học luật và học những cái kinh điển của Đức Phật rồi mới biết được vị đó hành trì nó có đúng giới luật hay không. Vị ấy trong cái hành trì của vị ấy có đúng với pháp, đúng với lời dạy của Đức Phật hay không. Một cái người mà không có đủ kiến thức, không có đủ trí tuệ, mình không thể phân biệt đâu thật, đâu giả. Vậy nên là có những cái mình hiểu được, có những cái không hiểu được. Những cái không hiểu được mình phải hỏi những cái bậc có trí thức, những cái bậc có trí tuệ, những cái bậc niên cao lạp trưởng, những cái bậc có pháp học và những bậc có pháp hành. Rồi các cái vị là những cái vị có cái kiến thức về pháp học pháp hành ấy rất là thâm niên, rất là thâm sâu rồi, có thể các vị ấy mới biết được cái vị ấy là thật hay là giả, cái vị ấy là chánh hay là tà. Vậy thì có những cái mình là cái người có nghiên cứu lâu năm thì mình có thể tự nhận định, tự nhận biết được là cái vị này hành xử có phù hợp với giới luật, có phù hợp với giáo pháp. Còn nếu không thì mình cần phải hỏi những cái vị thầy có kinh nghiệm, chứ còn mình không có tự nhận, có thể cái mình biết, có cái mình không biết. Cả cái vị nào là minh sư hay là những cái vị nào là tà sư thì cũng thế. Thì với một cái người mà có là một cái bậc có trí tuệ, có kiến thức, có pháp học pháp hành thì mình cũng sẽ nhận ra được. Còn nếu mà một cái người không có kiến thức về pháp học, không kiến thức về pháp hành, mình cũng không nhận ra được. Ví dụ như là vị ấy là một cái vị có trí tuệ, gọi là một cái vị có là một bậc minh sư, là cái người có trí, nhưng cái trí của vị ấy nó phải phù hợp với cái trí của Phật, nhưng nó không phải là cái trí của vị ấy là những cái trí thế gian, là những cái trí thế tục. Vậy thì mình cần phải biết rằng cái vị ấy nói ra cái lời nào nó cũng phù hợp với kinh điển của Đức Phật, chứ vị đó không có tự bịa ra theo ý thích của mình, về cả về lý thuyết cho đến những cái pháp môn thực hành cho đến, thì vị ấy luôn luôn là thực hành và giảng dạy bất cứ một cái điều gì nó cũng có ở trong kinh, có ở trong kinh điển, có ở trong giáo luật giáo lý. Nếu vị ấy không được bịa ra một cái gì theo ý thích của mình,
những cái gì mà bịa ra theo quan điểm, theo tư tưởng, theo chủ trương, theo ý thích của mình thì đó là tà hết. Chỉ có Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, Đức Phật tuyên thuyết ra những cái giáo pháp là cái con đường đi đến giải thoát khổ đau. Còn tất cả những cái vị đệ tử của Đức Phật là học giáo pháp của Đức Phật và sau đó truyền đạt lại giáo pháp của Đức Phật, chứ không có ai là cái người có thể sáng tạo ra một con đường mới, một pháp môn mới, một tư tưởng mới, một cách thức mới được. Vậy thì mình cần phải có một cái kiến thức sâu về những kinh Nikaya, mình cần phải hiểu biết rõ ràng về những cái tam tạng, kinh luật luận là những cái kinh nguyên thủy, những cái luật nguyên thủy, những cái luận a tỳ đàm nguyên thủy, những cái giới luật, những cái pháp về định, về tuệ. Thì mình có được cái nền tảng căn bản đấy rồi thì mình sẽ nhận định được. Còn nếu mình không có những nền tảng đấy thì mình không đủ cái hiểu biết để mà nhận định được đúng sai, phải trái, chánh tà. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Hiền. Khi hành thiền Kasi lá trắng, hôm nay mình chọn tờ giấy A4 màu trắng, có sắc thái màu trắng như thế này, độ đậm, nhạt của màu trắng. Bước sau mình chọn bông hoa trắng, có sắc thái màu trắng khác. Như vậy thành ra có hai khái niệm màu trắng khác nhau. Như vậy có sao không ạ? Khi mình chú tâm vào cái màu trắng thì đừng có nghĩ đến cái màu trắng này nó là của cái gì. Nó là màu trắng của tờ giấy, hay nó là màu trắng của bông hoa, hay là màu trắng của bộ xương. Thì cái lúc đầu mình hướng đến cái vật chất đấy. Nhưng mà khi chuyển sang màu trắng thì mình chỉ được tác ý nó là màu trắng mà thôi. Chứ đừng nghĩ đến màu trắng của cái gì nữa. Khi mình đã niệm trắng trắng thì nó chỉ còn một khái niệm duy nhất là trắng. Còn cái trắng ấy nó trên cái chất liệu gì mặc kệ nó, không quan tâm. Trên tờ giấy cũng được, trên miếng vải trắng cũng được, bông hoa trắng cũng được, hay là những mảnh sơn trắng cũng được, trên một cái men sứ trắng, một cái bức tường trắng đều được hết. Hôm nay là cái trắng này, mai cái trắng khác cũng được, không sao. Đó là chuyện bình thường, nhưng mình nên có một cái vòng tròn trắng thì tốt hơn. Như là trong tờ giấy trắng mình phải vẽ là một cái vòng tròn trắng. Thì nó mới dễ nhiếp tâm, nó mới dễ định tâm. Còn nếu như nó mà nhiều cái hình thù, hình dáng, hình dạng khác nhau mà nó không có một cái biến xứ cố định thì nó cũng hay bị phân tâm. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đạo Phật là đạo từ bi, không đụng chạm đến ai. Tại sao các đạo khác lại hay tìm cách chống phá đạo Phật ạ? Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi thuyết giảng Phật Pháp, Đức Phật không có cạnh tranh với một đạo nào, không có cạnh tranh với một tôn giáo nào. Đức Phật chỉ thuyết nên các sự thật, các chân lý. Đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vậy ai thấy mình có khổ, ai mà muốn biết được nguyên nhân của khổ, ai muốn thoát khổ, ai muốn đi trên con đường thoát khổ thì hãy thực hành theo Pháp này. Giống như một vị thầy thuốc vậy, tìm ra được một cái loại vaccine chữa được COVID rồi bị ấy, đi truyền đạt đến cái vaccine đấy đến cho mọi người. Ai là cái người đang có bệnh, ai là cái người đang bị dịch bệnh hoành hành, ai là cái người đang khổ đau thì hãy dùng cái thuốc này, dùng thuốc này sẽ chấm dứt khổ đau. Thì đạo Phật là vậy, đạo Phật tuyên thuyết ra giáo pháp của Đức Phật là tuyên thuyết ra một cái là tuyên thuyết ra một cái phương thuốc để chữa cái bệnh khổ đau sinh tử, để chữa cái bệnh tham sân si phiền não cho chúng sinh, chứ không cần phải phân biệt người đó theo đạo này hay người đó theo đạo khác. Chính vì cái tư tưởng ấy, chính vì cái giáo pháp ấy, mục đích ấy, lý tưởng ấy của đạo Phật đã khiến cho rất nhiều người trên thế gian đi theo thực hành theo và đã đạt được những cái kết quả như những người như Đức Phật đã tuyên thuyết, đã giảng dạy. Và chính vì vậy cho nên giáo pháp của Đức Phật giống như là một cái ánh sáng của mặt trời. Khi mà mặt trời xuất hiện thì làm lu mờ tất cả những cái ánh sáng khác,
dù là ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng sao, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng con đom đóm, hay là bất cứ một cái ánh sáng ngọn đèn, bóng điện nào bị nu mờ hết, không còn một cái ánh sáng nào có thể so sánh được với ánh sáng mặt trời. Như vậy, khi giáo pháp của Đức Phật được tuyên thuyết một cách chân sánh ở trên thế gian, thì tất cả những cái tư tưởng tà kiến của ngoại đạo nó bị phơi bày ra đấy. Những cái tưởng nông cạn của ngoại đạo nó bị phơi bày ra, giống như con đom đóm ở trong màn đêm thì nó nập nòe, nó làm hãnh diện với cái ánh sáng của mình. Nhưng khi mặt trời xuất hiện thì nó phải tìm cách nó nủi đi chỗ khác, nó không còn giá trị, nó không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả các ánh sáng khác vẫn không so sánh được với ánh sáng mặt trời. Như vậy, tất cả các tôn giáo khác vẫn không thể có được cái tư tưởng, cái giáo pháp đưa đến cái sự giải thoát khổ đau, đưa đến có được cái sự siêu thoát tam giới như đạo Phật. Vì vậy cho nên đạo Phật, Đức Phật cho chưa bao giờ nói ra cái tư tưởng là hãy cần phải đi cạnh tranh với một đạo nào hay với một tôn giáo nào hết. Nhưng mà chỉ cần cái giáo pháp của Đức Phật tự chứng ngộ ra, rồi những cái người ấy tự nhận định được phải trái chánh tà như thế thôi. Nhưng vì vậy cho nên khi giáo pháp của Đức Phật lan truyền đến đâu thì sẽ làm cho tất cả những tư tưởng, những giáo pháp của các ngoại đạo, của các tà đạo khác bị nu mờ hết, bị phai nhạt hết, bị nhàm chán hết. Và những cái người thiện tri thức, những người trí thức ở trong các tôn giáo khác, khi mà được nghe cái giáo pháp của đạo Phật, được thực hành giáo pháp của đạo Phật, đều nhàm chán với cái tín ngưỡng của mình, với cái đạo của mình, và người ta theo đạo Phật hết, làm cho các vị giáo chủ, các vị đạo sư của các ngoại đạo khác nổi điên phát khùng lên. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế vẫn khi Đức Phật thuyết pháp, vô số những cái thiện gia nam tử, vô số những vị sa môn bà la môn, những cái bậc trí nhân, những bậc thượng nhân, những bậc có trí tuệ ở trên đời, hay là các cái vị các cái vị mà có thời danh, có danh xưng, hay là các bậc vua chúa đại thần, sau khi mà được nghe giáo pháp đều quy y theo giáo pháp của Đức Phật, đều buông bỏ những cái tín ngưỡng cổ xưa của mình và để theo đạo Đức Phật hết. Chính vì vậy cho nên rất nhiều người, các cái vị đạo sĩ của các cái đạo giáo khác, người ta hận thù, người ta ghen tức, người ta bực bội, người ta khó chịu, cho nên người ta mới công kích, mới phỉ báng. Ngay khi Đức Phật còn tại thế, những ngoại đạo khác người ta luôn tìm mọi cách, người ta công kích, phỉ báng Đức Phật và chúng tăng. Thậm chí người ta còn vu oan, vu khống, người ta tạo ra rất là nhiều những cái màn kịch, người ta diễn kịch, người ta cho những người nữ đóng giả là người có thai, vu oan cho Đức Phật, cho những người nữ thường đi vào tịnh xá rồi giết cô ấy, chôn trong tịnh xá, rồi vu khống cho Đức Phật và chư tăng, rồi người ta còn thuê người ám sát những bậc trưởng lão như tôn giả Mục Kiền Liên. Ngoại đạo người ta còn thuê 50 tên cướp đến để ám sát. Thì bởi vì giáo pháp của Đức Phật tạo nên một cái tiếng vang lớn, tạo nên được cái niềm tin lớn, tạo nên được cái sức lôi cuốn, được cái sức hút quá lớn đối với thế gian, đối với những người trí thức. Nhất là những người trí thức thì người ta hiểu được cái giáo pháp đấy, và người ta sẽ nhận ra được từ cái giáo pháp của Đức Phật, người ta nhìn nhận lại, người ta thấy được cái nông cạn của những cái đạo, như của ngoại đạo, của tà đạo, của những cái đạo không chân chánh, rồi người ta tự nhàm chán, tự buông bỏ cái đạo ấy. Vậy cho nên là ở nơi nào mà có chánh pháp của Đức Phật, nơi nào mà có giới định tuệ của Đức Phật được thực hành, được thuyết giảng, thì ở nơi ấy đạo Phật sẽ luôn luôn hưng thịnh, sẽ có người theo, và làm cho ngoại đạo người ta bị mất hết nợ nần, làm cho ngoại đạo người ta bị mất hết tín đồ. Vậy cho nên người ta no nắng, no sợ cái giáo pháp của đạo Phật nếu được thuyết giảng rộng rãi, thì sẽ khiến cho giáo pháp của họ không thể cạnh tranh được, không thể sánh ngang được. Cho nên người ta hay có những cái lời lẽ công kích, những cái lời lẽ
chửi mắng như là những cái người cùn mà thôi. Vậy như giáo pháp của Đức Phật nên Đức Phật hay nói là hãy thuyết nên giáo pháp như tiếng rống con sư tử. Vì khi mà cái tiếng con sư tử mà được cất lên thì tất cả những cái tiếng của muôn loài khác bị nu mờ hết, dù đó là tiếng của con chó rừng, của con dã can, hay của các loài chim sáo, hay là của các loài dế, loài ve sầu cũng không còn giá trị gì nữa. Vậy nên nếu giáo pháp của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật được tuyên thuyết một cách chân chánh, đúng pháp ở trên đời, thì những người trí thức người ta sẽ bừng tỉnh ra, người ta thức tỉnh ra, người ta giác ngộ ra, và người ta sẽ đi theo giáo pháp của Đức Phật hết. Và các cái đạo khác người ta sẽ bị mất mát về tín đồ, người ta bị mất mát về nợ nộc, người ta bị không thể nào phát triển được. Nên là đạo Phật không bao giờ có chủ trương là đi chống phá các đạo khác. Không có một cái bài kinh, không có một cái lời pháp nào mà Đức Phật khích lệ là hãy đi chống đối các đạo khác, hãy đi phá hoại các đạo khác. Và Đức Phật chỉ có dạy là hãy đi này các tỳ kheo, hãy đi mỗi người một con đường, để hãy thuyết nên giáo pháp hoàn hảo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, thuyết về giới, thuyết về định, thuyết về tuệ, hay là thuyết về khổ, về nhân sinh là khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Thì nếu như ngày nào mình còn giữ gìn được giới định tuệ và thuyết giảng về giới định tuệ, mình giữ gìn được tứ thánh đế, thuyết giảng về tứ thánh đế, thì lúc đấy sẽ là giáo pháp chân chánh, sẽ là tiếng rống con sư tử, mà không một tư tưởng nào, không một giáo pháp nào, không có một cái giáo lý nào, không có một cái ngoại đạo nào có thể so sánh được với cái giáo pháp về giới, về định, về tuệ, về chân lý tứ thánh đế của đạo Phật được. Nên là vì vậy cho nên là cái sự chống đối, hay là cái sự gièm pha, cái sự chê bai, cái sự chỉ trích của các đạo khác, thì đó là vì cái sự đố kỵ, vì cái sự bất mãn, vì cái sự bất an, vì cái sự no nắng. Khi đạo Phật hưng thịnh lên thì sẽ làm nu mờ các cái đạo khác, cho nên là người ta hay tìm cách chỉ trích chống đối. Thì từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng ở nơi nào mà còn duy trì được giới định tuệ, mà còn giữ gìn được giới định tuệ, mà còn thuyết giảng về giới định tuệ, thì dù cho người ta có tìm cách này hay cách khác, chống đối cách này hay cách khác, thì cũng không bao giờ bị nung nai. Đạo Phật sẽ không bao giờ bị nung nai. Nhưng khi nào mà đạo Phật bị mất giới định tuệ, không còn thực hành giới định tuệ, tăng ni Phật tử không còn thực hành giới định tuệ nữa, hay là không còn thuyết giảng đúng về chánh pháp và đi xa lệch với giới định tuệ, thì lúc ấy đạo Phật sẽ bị nu mờ, sẽ bị suy yếu, sẽ bị suy tàn. Thì trong tất cả các bài kinh thấy là trong kinh Trung Bộ hay Trường Bộ hay Tăng Chi Bộ hay Tiểu Bộ, vậy bài kinh nào trong các cái kinh điển Đức Phật hầu hết toàn nói về giới định tuệ, kinh nào cũng chỉ bài là về giới, về định và về tuệ, thì đó là cái sự giải thoát, đi đến giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái người nào thuyết giảng giáo pháp chỉ có thuyết giảng về giới, về định và về tuệ, thì đó là giữ gìn được đúng chánh pháp, thì cái chánh pháp ấy sẽ không bao giờ bị nu mờ, không bao giờ có một cái thế lực nào, không bao giờ có một ai có thể phá hoại được. Khi nào mất cái giới định tuệ là mất đi chánh pháp, thì lúc đấy chả cần ai phá hoại, nó cũng tự mất, tự hoại diệt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ. Các vị chư thiên có thể sống ở những cây lớn, vậy người bình thường khi muốn chặt cây có phải làm lễ cầu xin chư thiên không ạ? Nếu những người mà có cái lòng tôn trọng các vị chư thiên thì các vị ấy nên có những lời cầu xin thỉnh các vị chư thiên đi những tìm một chú sư khác. Nếu như có vị chú ngụ ở cây này thì các vị tìm một chú sư khác. Mình nói lên cái lý do nguyên nhân tại sao mình phải
bỏ cái cây ấy đi, hay là mình tạo ra một cái công đức gì đấy để mình hồi hướng những cái phước ấy đến cho các vị chư thiên, để cho các vị ấy hoan hỷ, để các vị ấy không bất mãn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Nhà con gần đây có muỗi, kiến, làm sao để con đuổi chúng đi mà không vạm giới sát sinh ạ? Làm cửa lưới chống côn trùng, chống muỗi thì nó không vào được nữa. Thế là mình sẽ không bị phạm giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Con từng được nghe bài pháp nói về việc quán khi ăn uống. Khi xúc miếng cơm thì quán hạt cơm làm từ đất, nước, mặt trời, công sức của người nông dân. Dạo gần đây khi ăn uống, con hay có thói quen vừa ăn vừa nghe sư giảng pháp. Sư cho con hỏi, nếu con không tập trung vào ăn uống như vậy, không cảm nhận vị ngon của thức ăn như vậy, thì có được coi là mất chánh niệm khi ăn không ạ? Chánh niệm ở đây là mình niệm như thế nào để mình không khởi lên tham sân si với cái thức ăn đấy. Nhưng mà cái đồ ăn nó ngon thì mình nên sinh ra cái tham ái, tham ăn. Cái đồ ăn dở thì mình thấy nó tức bực, khó chịu. Thì đấy mới là thất niệm, đấy mới là mất chánh niệm. Mình càng thưởng thức nó thì mình càng sinh ra cái tâm tham đắm nó. Vậy thì trong lúc ăn mình luôn luôn phải quán là như vậy. Quán nó là đất nước lửa gió như vậy. Quán đến công lao của những người làm ra vật thực như vậy. Mình quán mục đích của mình sử dụng cái thức ăn là để lấy cái sức khỏe để mà tu tâm, để mà học đạo. Thì đấy mới là chánh niệm. Còn lúc mình nghe pháp ấy, thì đó cũng là chánh niệm. Nghe pháp nó cũng không tham sân si, mà vừa ăn vừa nghe pháp nó vẫn tốt, vẫn nạp thụ được giáo pháp. Thì cái điều đó là nên, nên, nên vừa ăn vừa nghe pháp là tốt. Còn cái việc quán ấy thì mình chỉ quán sơ qua một cái là được rồi mà, chứ đâu cần phải quán từ đầu đến cuối đâu. Quán thì chỉ trong vòng chưa đến một phút là quán xong rồi. Rồi sau đó thì để thời gian vừa nghe pháp vừa ăn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Con ăn cơm lếp lên men, rượu lếp, nhưng con ăn ít và không đến mức mất kiểm soát về hành vi. Như vậy, con có vọng giới thứ năm là không được sử dụng các độc tố như rượu, bia, ma túy và các chất gây nghiện làm con người mất kiểm soát về hành vi không ạ? Nếu như mà nó không gây ra cái say nghiện ấy, hoặc là mình coi nó là thức ăn chứ mình không coi nó là rượu, và nó không có cái tạo ra cái sự say xỉn như rượu ấy, thì mới không phạm giới. Còn nếu như mà trong cái rượu đấy mà nó vẫn có những cái chất như rượu, nó vẫn có những cái nước như rượu mà uống vào mà nó có cái sự mất đi cái kiểm soát thì nó vẫn là chất say và nghiện. Nếu như nó uống vào mà nó có, ăn vào mà nó có hiện tượng như là say say nghiện nghiện thì là nó được quy vào rượu. Còn nếu mình ăn và nó cũng giống như những thức ăn khác thì không sao. Nếu không để đảm bảo nữa thì mình trộn nó vào thức ăn, mình ăn với những thức ăn khác thì mình coi nó là thức ăn thường ấy, thì nó sẽ không sao nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Phong. Phật tánh trong thiền tông có đồng nghĩa với Niết Bàn trong kinh điển Nguyên Thủy không ạ? Hay nó chỉ qua là một tên gọi khác của khái niệm Đại Ngã trong Ấn Độ Bà La Môn giáo ạ? Phật tánh thì nó là cái người mình hiểu về Đức Phật như thế nào, mình quan niệm của mình về Đức Phật như thế nào, mình có thể coi Phật tánh là như vậy. Cái Phật tánh khác, còn Niết Bàn thì khác, có những cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là cái tánh không tham, không sân, không si, thì đấy là Phật tánh. Đấy, nên là cái tánh giác ngộ các cái sự thật, thì đấy là Phật tánh. Một bậc có tam minh lục thông, hay là một cái bậc có giới định tuệ giải thoát, có minh có hạnh, thì đấy là tánh Phật. Một bậc nói ra những lời thiện lành, đấy là Phật tánh. Một bậc hiểu rõ được các pháp thế gian, thì đấy là Phật tánh. Một bậc có thể điều phục được những cái ác trở thành người hiền, người hiền trở thành người thánh thiện, đó là Phật tánh. Một vị
có thể làm thầy của trời người, một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, một cái bậc phước lành như là những cái đức hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, kham nhẫn, xuất gia, chân thật, quyết định từ tâm xả thâm. Thì đấy cũng đều là những cái tánh vun bồi cái đức hạnh và trí tuệ để vun bồi để trở thành một vị Phật, tùy theo mỗi người hiểu về cái Phật tánh ấy ở một cái khía cạnh khác nhau. Hay là một người giác ngộ về Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn thì đấy cũng được gọi là Phật tánh. Thì tất cả những cái gì nó thuộc về cái tánh thiện này, vô không có tội lỗi, không có bất thiện thì có thể được coi quy là Phật tánh. Như vậy thì cái Phật tánh là cái câu nói mà tùy theo mỗi người hiểu khác nhau. Còn Niết Bàn thì là đấy là một cái sự chứng ngộ, như Đức Phật nhờ chứng ngộ Niết Bàn cho nên Ngài thành Phật. Vậy cái sự chứng ngộ Niết Bàn cũng cũng có thể, đấy cũng là một một trong những đức tính của Đức Phật, một trong những đức tính. Còn cái Phật tánh ấy bao gồm nhiều cái đức tính khác nữa, từ thấp đến cao. Còn cái đại ngã của Ấn Độ thì không nên so sánh với Phật, không nên so sánh với Niết Bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Như Bình. Con đang tập ngồi thiền mà tâm cứ nghĩ lăng xăng, không tập trung nơi cửa mũi được, nên con mở bài kinh Pháp Cú để vừa nghe vừa thiền. Con thấy tâm con tập trung vào bài kinh ấy, con làm như vậy có lên không ạ? Làm như vậy thì mình không có hành, không phải không đúng pháp hành thiền. Hành thiền như vậy nó hời hợt, không vào định thâm sâu được. Vào định thâm sâu được thì mình phải dứt bỏ hết những cái âm thanh, những cái tạp niệm lăng xăng khác, thực hành cái pháp ấy. Mình cũng không cần phải hoàn toàn là nhất tâm tuyệt đối, dù nó có vọng tâm, dù nó có vọng tưởng, mình vẫn có thể quan sát được, vẫn có thể thực hành được pháp thiền mà. Có thể là hơi niệm hơi thở, hoặc là hành thiền niệm ơn Đức Phật, hoặc rải tâm từ, hoặc niệm về sự chết. Thì trong cái lúc niệm ấy có thể vẫn có những vọng tưởng khởi lên, nhưng mình cứ kiên trì, cứ ngồi, trải qua 1 tiếng thì vọng tưởng ấy nó sẽ lắng xuống, 2 tiếng nó sẽ lắng nhiều hơn, ngồi được 3 tiếng thì nó sẽ lắng nhiều hơn nữa. Vậy mình cần có cái sự kham nhẫn, có sự tinh tấn, có cái sự kiên trì, và cứ vậy mà ngồi rồi cái vọng tưởng nó lắng xuống dần dần, chứ không phải là mình muốn nó hết mà nó hết ngay được. Nên là không nên nghe kinh mà cứ tiếp tục chú tâm thì nó mới vào định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoa. Con hành thiền chỉ theo dõi hơi thở khoảng 20 phút. Con muốn chuyển sang Kasila trắng như sư đã chỉ dạy. Khi con bắt đầu có ý niệm Kasila thì cơ thể con rên rên, rồi con thấy giống như một luồng khí đẩy từ lưng lên đầu, sau đó chạy lan xuống hai cánh tay, ra đến hai bàn tay, và hai bàn tay con toát ra mồ hôi. Con vẫn trấn tĩnh và nhận biết sau đó trở lại bình thường, như vậy là sao ạ? Thì là do cái lúc đấy cái tâm của mình nó hơi thô, nó đang tĩnh mà nó lại chuyển sang một cái trạng thái nó thô quá. Nếu đã hành thiền hơi thở ấy, thì cứ hành thiền hơi thở đi, đừng có chuyển sang Kasina nữa. Hay là nếu như mình lựa chọn là thực hành Kasina thì mình hãy hành thiền Kasina ngay từ đầu. Và giữa hai cái pháp thiền, một là Kasina, hai là hơi thở, với một cái người đang tập thực hành thì mình chỉ chọn một trong hai pháp ấy thôi. Một là mình hành Kasina và ngày nào giờ nào cũng hành Kasina đấy cho đến khi nó đắc định, hoặc là mình thực hành thiền hơi thở thì mình cũng chỉ có hành thiền hơi thở cho đến khi nó đắc định thì thôi. Còn không nên chuyển qua chuyển lại ở hai cái pháp thiền Kasina và hơi thở này. Mình có thể thực hành thiền đại tâm từ rồi chuyển về hơi thở, hoặc là niệm ơn Đức Phật một chút rồi quay sang hành thiền hơi thở, hoặc là lại niệm về sự chết một lúc rồi quay lại hành thiền hơi thở để gột rửa những triền cái, những cấu uế, những phiền não đi, rồi để mình chuyên tâm hành thiền hơi thở. Hoặc là mình hành thiền Kasina thì mình chỉ thì thôi không hành thiền hơi thở nữa, mà hành thiền hơi thở thì thôi không hành thiền Kasina nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Minh Châu.
Khi con theo dõi hơi thở đến một lúc, tâm con như đóng băng, bất động. Khi đó con vẫn theo dõi được hơi thở, nhưng tâm không nghĩ gì, dù bên ngoài có tiếng động. Trong những thời thiền sau thời gian bất động lâu hơn trước, khi có ý nghĩ khởi lên, sự rẽ ruôi thì tâm không còn bất động nữa. Con thực hành như vậy có đúng không ạ? Làm như vậy là nó bị căng quá, tâm nó bị đơ, chứ nó không phải là nó vào trạng thái bất động. Cứ để thản nhiên, cứ nhẹ nhàng, cứ bình thường mà quan sát, đừng có chú tâm mạnh quá, đừng căng thẳng quá, thì nó mới an ổn, mới duy trì được lâu. Chứ đừng thấy cái trạng thái đấy mà tưởng là mình đã vào được cái định tĩnh thâm sâu, đừng tưởng là mình đã vào được bất động. Mà nên để nó tự nhiên hơn, quên luôn cái trạng thái đi. Lần sau cứ ngồi biết hơi thở, nhưng biết vừa vừa thôi, nhẹ nhàng thôi, đừng căng quá. Nên nó không rơi vào trạng thái đấy thì mới tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Người sau khi chết có tồn tại linh hồn không ạ? Hay người chỉ có danh sắc khi chỉ có danh và sắc sau khi chết thì phải lập tức tái sanh vào các cảnh giới khác nhau ạ? Cái gì đưa ta đi tái sanh? Trường hợp khi người thân chết còn vương vấn hiện về, có phải người đó đã tái sanh vào ngạ quỷ không ạ? Thì trong các cái cảnh giới đi tái sanh, nó có nhiều cảnh giới khác nhau. Có người tái sanh nên làm chư thiên, có người làm tư thiên mặt đất này, làm các cái phi nhân dạ xoa này. Thì vẫn tiếp xúc với người thân được, hay là hiện về, hay là hay có những cái báo mộng gì đó, hoặc là sinh làm ngã quỷ thì ngã quỷ ở trên mặt đất này cũng hay vương vấn quẩn quanh bên người thân, thì cái trường hợp đấy cũng có. Có người tái sinh về những cõi người hay là cõi súc sinh thì nó cách biệt hẳn đi, nó không còn cái sự liên hệ gì nữa. Thì đấy là bất cứ ai thì khi chết cũng đi tái sinh, nhưng tái sinh về những cảnh giới ấy khác nhau, là một chúng sinh hữu hình hoặc là một chúng sinh vô hình, là như thế thôi. Những cái người mà mình quan niệm là linh hồn hay là một con ma nào đấy thì đó cũng là một chúng sinh đã tái sinh làm cái cảnh giới đấy, có thể là một phi nhân. Cho nên là mình gọi cái phi nhân đấy là linh hồn. Trong dân gian mới có cái quan điểm cho rằng đó là linh hồn hay đó là ma quỷ, nhưng mà thực sự ra thì đó cũng là một chúng sinh đã đi tái sinh về một cái kiếp sống đấy. Đó có thể là ngụy ngã quỷ, đó có thể là một quỷ thần, đó có thể là một cái vị chư thiên ở trên mặt đất. Đấy là những cái chúng sinh vô hình khác nhau như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Trong thắc, sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc thuộc về vật chất. Vậy từ sắc pháp có nghĩa là như thế nào ạ? Pháp thì nó bao gồm cả về vật chất, nó bao gồm cả về ý thức, tinh thần, đều là pháp hết. Vậy cho nên sắc cũng là sắc pháp, rồi danh pháp, rất nhiều cái gì cũng pháp, là bao gồm hết tất cả mọi thứ trên đời. Niết bàn cũng là một pháp, cả những cái mà thuộc về pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp hết. Cho nên cái từ pháp là bao gồm tất cả mọi thứ, không có chừa một cái gì nó không nằm ở trong cái phạm vi của cái từ pháp. Cho nên là sắc cũng là pháp, danh cũng là pháp, hữu vi cũng là pháp, vô vi cũng là pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Tại sao bà Hoàng hậu Mạt Lợi đã chứng được sơ quả nhưng lúc bà chết vẫn bị đọa địa ngục trong vòng 7 ngày ạ? Hoàng hậu Mạt Lợi Manika chưa chứng sơ quả, bà vẫn là phàm phu. Vẫn là phàm phu, mặc dù bà tạo ra rất nhiều thiện nghiệp, tạo ra rất nhiều công đức đối với Đức Phật. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì có hoan hỷ, nhưng bà chưa bao giờ chứng đắc đạo quả, chưa bao giờ chứng được quả dự niêu cả. Chứ nếu như bà chứng quả dự niêu thì không bao giờ có chuyện về đọa vào địa ngục cả. Đã đọa địa ngục thì làm sao mà bậc dự niêu được. Nên bà vẫn là một phàm nhân, vẫn là một cái người phàm phu bình thường. Nên là vì một cái ác nghiệp tạo ra nên mà sinh vào địa ngục 7 ngày 7 đêm, rồi sau đó mà sinh về cõi trời ngay. Đấy. Chứ không không được hiểu lầm như thế, không được hiểu lầm là bà chứng được sơ quả.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Trong những mối quan hệ con người đều có sự tham ái ở đó phải không ạ? Bạn bè cũ hoặc bà con lâu năm không liên lạc, khi gặp lại thì họ đối xử với con có phần nhạt nhẽo, còn con vẫn đối xử với họ như xưa. Vì sao tình cảm họ thay đổi nhưng con thì không thay đổi? Có phải khi họ thấy có lợi thì họ thân thiết, nhiệt tình, nó có liên quan đến tham ái không ạ? Cái khi mà có một cái khoảng cách xa với một người thân dù đó là ai thì cái tâm lý của mình cũng như tâm lý của người đấy, có thể mình nghĩ rằng ồ người ấy có xa cách mấy năm, bây giờ mình gặp nạn, người ấy không còn cái sự thân thiện, không còn hoan hỷ, không còn cái tình cảm thân mật thắm thiết như ngày xưa với mình nữa, trong khi mình xa những người thân mình rất là nhung nhớ, mình rất là mong muốn được gặp lại và cái tình cảm của mình vẫn như trước. Thực ra trong lòng của những người thân của mình cũng nghĩ như vậy à, những người kia người ta nghĩ như vậy mà, cái thằng này chắc nó đi xa về, bây giờ nó coi thường mình lắm đây, chắc là nó quên mình rồi, chắc nó không còn thân thiết mình như trước nữa. Bởi vì khi mà xa nhau một thời gian như vậy, có nhiều những cái cách sống, có nhiều cái tư tưởng, có nhiều cái tính cách nó khác nhau đi một chút, thì khi gặp lại nhau nó hơi ngượng ngượng một chút, nó hơi có một cái sự xa cách một chút, hơi có cái sự dè dặt một chút, nhất là những cái người ở ở quê thì khi mà thấy những người đi xa về người ta hơi mặc cảm một chút. Người ta sẽ nghĩ rằng ở cái người này đi xa về, người ta biết nhiều thứ hơn, người ta tiếp thu được những cái văn minh hơn, kiến thức hơn, thì tự nhiên người ta hơi mặc cảm hơn một chút, cho nên người ta hơi rụt rè, không có cái sự gần gũi như trước, không được tự nhiên như trước. Nhưng mà trong lòng thì người ta vẫn không có gì thay đổi, vẫn bình thường như trước. Nên là có thể đấy là một cái sự hiểu biết của mình, một cái sự nhìn nhận của mình như thế thôi. Nên xóa bỏ cái tư tưởng ấy đi, xóa bỏ mặc cảm ấy đi cho nó thoải mái. Không nên nghĩ như vậy, đôi khi nó thành ra cái hiểu lầm nhau. Rồi từ đấy nó thành ra cái khoảng cách, nó tạo thành cái sự xa lánh nhau, nó tạo ra cái sự mất lòng nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Thiền niệm ân Đức Phật và thiền định chánh niệm trên hơi thở thì thiền nào dễ thực hành hơn và mang lại lợi ích cho những người chưa biết gì về thiền ạ? Niệm chú Đại Bi và niệm ân Đức Phật về hình thức là giống nhau phải không ạ? Những người chạy xe ôm, những người buôn bán ở chợ có thời gian rảnh, nếu thực hành thiền niệm ân Đức Phật hay trì chú Đại Bi thì có giúp họ đỡ phiền não vì những khó khăn của cuộc sống và lợi lạc hơn không ạ? Nhưng mà cái pháp thiền niệm ân Đức Phật ấy thì nó trong lúc mình niệm ân Đức Phật, tâm mình hoan hỷ với đức hạnh và trí tuệ của Phật, cái lúc mình tâm mình hoan hỷ đức hạnh trí tuệ của Phật ấy, thì lúc ấy cái tâm mình nó xa lìa đi những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái tham vọng, những cái tham lam, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn thường tình ở đời, thì cái tâm mình nó trở nên cao thượng, trở nên thánh thiện, trở nên hân hoan hoan hỷ như vậy. Thì như vậy thì mới là cái người chân chánh tu một cái pháp môn nào, mình cũng phải biết là pháp môn này đi đến ni tham ni sân ni si, diệt trừ những vô minh tham ái, chứ không phải là cái pháp môn này tu tập để cho mình thành tựu được những cái tham ái, tăng trưởng tham ái, nên đối với những cái công việc hay này kia thì nó cũng là tham ái mà thôi. Nên là khi mình niệm ân Đức Phật cũng hướng đến, mỗi người có mục đích khác nhau, có người niệm ân Đức Phật với cái mục đích là để làm thanh tịnh hóa nội tâm, tăng trưởng trí tuệ, diệt trừ phiền não, đấy là cao thượng chân chánh nhất. Nhưng cũng có người niệm ân Đức Phật với cái mục đích là mong cầu những phước lành ở cái cõi hiện tại hoặc là tương lai, thì cái mục đích ấy nó hơi là cái mức đích trung bình tầm thường, không phải là cao thượng. Thì mỗi người có cái mong cầu nguyện vọng khác nhau mà thực hành những cái pháp môn ấy, cho nên nó sẽ thành tựu những cái kết quả như nhau. Thì hành thiền niệm hơi thở cũng vậy, thiền niệm hơi thở cũng là để thanh tịnh hóa nội tâm, để đốn trị phiền não,
để tăng trưởng cái trí tuệ giác ngộ. Vậy cái người có cái trí tuệ thì với cái mục đích mình thực hành thiền là vậy, là để chứng ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau. Còn có những người nghĩ rằng mình thực hành cái pháp này để mình được những cái phước lành ở thế gian, thì đấy là cái nguyện vọng của mình nó như vậy, thì cũng thì cái pháp đấy sẽ dẫn mình đạt được những cái điều như vậy. Còn có những người thực hành những cái pháp khác thì cũng tùy theo cái mong cầu nguyện vọng của mình. Mỗi một cái pháp giống như là một cái người mình mua một cái vật gì đó, như là một cái người thì dùng tiền để đi mua nhà, có người thì dùng vàng để đi mua nhà, có cái người dùng đô la để đi mua, nhưng mà dùng cái gì, dùng cái ngoại tệ gì, cái tệ gì, hay là cái kim ngân bảo vật gì, thì nó cũng có cái giá trị như nhau để mình đạt được cái mục đích đấy thôi. Đấy là cái những pháp của Phật là vậy, mình dùng pháp Phật với cái mục đích gì mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Vân. Ngày nay khi người nữ xuất gia bên Nam Tông có được thọ giới tỳ kheo ly để trở thành tỳ kheo ly không ạ? Bị tỳ kheo ni thời nay thì thật ra ngay từ thế kỷ 11 thì bên Nam truyền đã thất truyền tỳ kheo ni rồi, không còn tỳ kheo ni nữa, chỉ còn tu nữ mà thôi. Vì theo những cái vị mà duy trì cái pháp để tế độ cho tỳ kheo ni y cứ theo đúng như là trong bộ luật, trong luật tạng, thì khi một vị chuyển giới cho tỳ kheo ni phải có hai chúng, bên trưởng các vị trưởng lão tăng và các vị trưởng lão ni cùng chuyển giới thì vị ấy mới đắc giới. Và vì khi mà tỳ kheo ni bị thất truyền không còn ai nữa thì chỉ còn trưởng lão tăng, không còn trưởng lão ni, cho nên cái việc chuyển giới mà y cứ theo luật tạng thì sẽ không còn thành tựu. Cho nên kể từ đấy mà đi, cả trải qua hàng ngàn năm nay rồi không còn tỳ kheo ni nữa. Mà có một số nơi thì vẫn gần đây thì vẫn đang khôi phục lại tỳ kheo ni. Đang có một số như là Sri Lanka thì đã có một vài ngôi tu viện là bắt đầu thọ giới cho tỳ kheo ni. Và ở Việt Nam thì cũng đã có một số vị Nico xuất gia bên Nam truyền và cũng đã thọ Sajini và tỳ kheo ni. Thì cái việc này nó như thế nào thì hay nó có phù hợp với luật hay không thì cái đấy là phải tham vấn và hỏi những vị trưởng lão rành về tam tạng hay là luật tạng, chứ sư cũng không biết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Khi con hành thiền hơi thở vào điểm xúc chạm ở cửa mũi, con cảm nhận được. Tuy nhiên, khi hơi thở ra thì con lại cảm nhận ở vùng môi trên. Điểm xúc chạm hơi thở vào ra ở hai lơ như vậy có sai không ạ? Như vậy cũng được, nhưng mà không nên quan sát một cách chi tiết tỉ mỉ rõ ràng quá mức. Chỉ cần biết có hơi thở vào ra ở trước mũi, ở điểm xúc chạm đấy là được rồi. Nhưng không cần biết là vào nó chạm cái gì, ra chạm gì, thì nó lại sinh ra suy luận và phân tích quá nhiều, và cái suy luận phân tích nhiều ấy nó cũng bị phân tâm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Quân. Con đọc một bài báo nói rằng nếu thiền mà hơi thở lông thì không có tác dụng gì cả, phải là hơi thở sâu và kéo dài khi hít vào, thở ra. Điều này có đúng không ạ? Và nếu thật vậy, có nên thực hành phương pháp hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đếm từ 1 đến 10 để có hơi thở sâu trước khi vào thiền không ạ? Không nên làm như vậy, vì làm như vậy đấy là cái pháp của bên tập khí công. Tập yoga hay là tập khí công thì người ta mới cần hít thở khâu như thế. Còn hành thiền thì là mình tu tâm, mình chỉ cần chú trên hơi thở, nhận biết hơi thở là cái phương tiện để cho tâm mình nó phải năng xăng, nó phải nghĩ cái này cái kia. Còn nếu mình đã tập trung vào điều khiển hơi thở thì nó bị động tâm và nó không vào tâm, nó không tĩnh, nó không định tĩnh được. Nhưng cứ để cho hơi thở tự nhiên, và khi cái tâm nó tĩnh thì hơi thở nó tĩnh theo. Và cái nó càng vào định sâu thì hơi thở nó càng yếu đi, nó càng nhẹ đi. Và thậm chí đến cái giai đoạn mà nó còn hết cả hơi thở nữa mà
Bệnh là càng vào các thiền sâu thì hơi thở càng yếu đi. Vậy hơi thở nhẹ mới là tốt, mới là đúng, mới là tâm mình đang định tĩnh. Còn hơi thở thô là tâm mình đang tán loạn. Nên là tâm hơi thở nó nhẹ là tâm mình nó đang được cái sự định tĩnh tốt. Nên là cái bài báo viết sai hoàn toàn, không hiểu gì về pháp thiền cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Dũng. Có phải vị thánh sơ quả là thấy niết bàn lần đầu phải không ạ? Bậc chứng thánh quả, tâm luôn an vui và đã dứt được rất nhiều phiền não phải không ạ? Đúng là nếu như vị ấy thấy được niết bàn thì vị ấy chứng được cái đạo quả. Thì đấy là lần đầu tiên thì gọi là sơ quả. Cái cách hiểu như vậy cũng đúng. Và có sự an vui vì nó đoạn trừ được phiền não, dứt trừ được phiền não hoàn toàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Dũng. Các vị thánh A Na Hàm đã đoạn diệt được sân nên không có phiền não mới mà chỉ còn các phiền não cũ ở dạng vi tế cần đoạn diệt lốt phải không ạ? Vì con nghe nói rằng tâm sân sinh thọ ưu có sự khổ tâm là do sự bất mãn của tâm ạ. Một câu hỏi nước của hành giả Đỗ Quân cùng với ý này ạ, con xin đọc ạ. Một số vị sư cho rằng sự khổ tâm xuất phát từ tâm sân sinh ra thọ ưu, đến khi đạt đến bậc thánh tam quả và diệt được tâm sân, bậc tam quả sẽ không có phiền não mới nữa. Tuy nhiên vẫn còn những phiền não cũ, phiền não vi tế cần diệt trừ lốt năm hạ phần kiết sử để hết hoàn toàn phiền não, có đúng không ạ? Không phải là phiền não cũ hay là phiền não mới, nói như vậy thì không đúng được. Vì cái vị mà chứng đến tam quả, đoạn trừ được tham dục, đoạn trừ được sân hận, thì cái vị ấy không còn những cái sầu bi, không còn những cái tâm sân ưu não, nó không thể khởi lên được nữa. Và cái vị ấy cần phải tu tập để đoạn trừ đó là những kiết sử nó còn sót lại, chứ không phải kiết sử cũ, mà kiết sử nó còn dư lại, nó chưa được đoạn trừ. Thì đó là cái tâm phóng dật, ngã mạn, hữu ái vô hữu ái, và vô minh. Những cái phiền não ấy tuy nó còn nhưng nó vi tế chứ nó không nhiều. Thế là vì đó chỉ còn tham ái với cõi thiền, sắc giới, vô sắc giới. Thế, chứ không còn tham ái về cõi dục giới nữa. Thì không có gọi như thấy là phiền não cũ, mà nó vẫn là phiền não, nó còn dư sót, nên gọi nó là phiền não, nó còn dư sót lại, cần phải đoạn trừ. Những câu hỏi còn lại, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Đại chúng hồi hướng. Idame bunyam asawakhazam Vahamodo idame punyam nidbanasa vachazo hotu mama punya pagam sapasathanam pachemi te sabbe metamam punya pagam napandu sadhu, sadhu, sadhu.